Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong bức thư vừa mới được dò dỉ ở trên truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Lee Lim Seang người Hàn Quốc đã bất ngờ lên tiếng cảm ơn Liên đoàn Bóng Đá xứ sở Chùa Vàng, cho thấy rằng đôi bên đã có thể đàm phán với nhau. Nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan, tờ Siam Sport ngày hôm nay đã đăng bức thư của huấn luyện viên Lee Lim Seang người Hàn Quốc, trong đó có nội dung cảm ơn Liên đoàn Bóng Đá Thái Lan cũng như thể hiện tầm nhìn của ông Lee trong việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan để giành lại vị thế số 1 Đông Nam Á và xa hơn nữa. Tờ báo này viết rằng, tương lai của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, ông Akira Nishino hiện đang bấp bênh. Chủ tịch Liên đoàn Bóng Đá Thái Lan Somiot Pumpamwang chưa cho biết kết quả cuối cùng dành cho huấn luyện viên Akira Nishino sẽ là như thế nào sau màn trình diễn yếu kém của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dưới cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Ông Somiot Pumpamwang đã ra thông báo xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan bởi vì kết quả yếu kém vừa qua. Cùng lúc đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bổ nhiệm huấn luyện viên Anurag Skriker làm huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Thái Lan trong thời gian ông Nishino vắng mặt. Hiện chưa rõ là Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có chia tay với huấn luyện viên Akira Nishino hay không. Cùng với những thông tin bất lợi hướng về huấn luyện viên Akira Nishino, tờ Siam Sport nói riêng và giới truyền thông của Thái Lan nói chung cho hay là họ nghe thông tin rằng đội tuyển Thái Lan sẽ thay đổi huấn luyện viên trưởng trong khoảng thời gian tới. Người hiện được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nhắm đến chính là huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Lim Seang, năm nay 49 tuổi, từng giúp cho câu lạc bộ Samsung Blue Wings đoạt cúp FA vào năm 2020. Khi còn là cầu thủ, ông Lee Lim Seang cũng từng ghi bàn cho đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 1998 ở tại Pháp. Cũng theo tờ Nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan, thì trong bức thư mà công ty đại diện của huấn luyện viên Lee Lim Seang gửi đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, có vạch ra tầm nhìn giúp cho bóng đá Thái Lan đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á và tiến xa hơn ở sân chơi châu lục, chứng tỏ rằng là các bên đã bắt đầu đàm phán với nhau. Tờ Siam Sport tiết lộ một phần nội dung của bức thư, trong đó có cả quan điểm của huấn luyện viên Lee Lim Seang. Xin cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã đưa ra ý kiến về sự phát triển của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Cá nhân tôi tin rằng bóng đá Thái Lan có chất lượng rất cao. Nhiều nước ở trong khu vực Đông Nam Á hiện đang sử dụng huấn luyện viên từ các nền bóng đá Đông Bắc Á. Đó là một xu thế thú vị. Hiện tại có hai đội tuyển ở Đông Nam Á đang sử dụng các huấn luyện viên người Hàn Quốc, đó là đội tuyển Việt Nam với huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Indonesia với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Riêng huấn luyện viên Park Hang-seo cực kỳ thành công với bóng đá Việt Nam trong vài năm qua, giúp cho các đội tuyển Việt Nam chạm đến cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Còn về hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với ông Akira Nishino trong việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, thì hợp đồng này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2022. Ngày 20 tháng 7 tới, ông Akira Nishino sẽ từ Nhật Bản trở lại Thái Lan để làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan về những ngày còn lại trong hợp đồng của đôi bên. Trước đó, trả lời truyền thông của Nhật Bản, huấn luyện viên Akira Nishino lần đầu nói về cảm xúc của ông trong khoảng thời gian 2 năm mà ông nắm đội tuyển Thái Lan. Ông Akira Nishino vừa mới tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021 ở tại Saitama, Nhật Bản vào hôm 7 tháng 7. Vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan tham dự buổi lễ này trong tư cách là một trong những niềm tự hào của thể thao Nhật Bản nhờ thành tích đưa đội bóng xứ sở mặt trời mọc vào đến vòng 1/8 World Cup 2018 ở tại Nga. Trước nữa thì ông Akira Nishino cũng từng dẫn dắt đội tuyển Olympic Nhật Bản tại Thế vận hội Atlanta 1996. Năm đó Olympic Nhật Bản đã gây chấn động khi thắng Olympic Brazil bằng chiến thắng 1-0. Cũng nhân dịp này, huấn luyện viên Akira Nishino trả lời truyền thông của Nhật Bản chia sẻ về khoảng thời gian mà ông làm việc ở tại Thái Lan trong khoảng 2 năm qua. Tôi nghĩ là chuyện tôi làm việc ở tại Thái Lan có những thuận lợi và khó khăn. Tôi đã có những trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết trong khoảng 2 năm qua. Với bóng đá Thái Lan, mục tiêu lớn nhất của họ trong giai đoạn mà tôi nắm đội tuyển đó là vòng loại World Cup. Thế nên khi mà kết quả không như ý, sự xuất hiện của những thông tin tiêu cực nhắm về phía tôi cũng là bình thường. Trên thực tế, sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi huấn luyện viên Akira Nishino trở về Nhật Bản nghỉ phép, rất nhiều lời công kích từ giới bóng đá Thái Lan đã nhằm vào vị huấn luyện viên người Nhật, đặc biệt ngay đến chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, ông Somiot Pumpamwang, sếp trực tiếp của ông Akira Nishino, cũng đưa ra những thông tin bất lợi về huấn luyện viên này. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Akira Nishino sau đó cho biết là không phải thông tin nào về ông cũng chính xác, nhất là chuyện Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho rằng là không liên lạc được với ông Akira Nishino trong khoảng thời gian mà ông trở về Nhật Bản mấy ngày qua. Vị huấn luyện viên từng nắm đội tuyển xứ sở mặt trời mọc ở tại vòng chung kết World Cup 2018 cũng nói rõ lý do mà ông đột ngột ra nước ngoài làm việc trước sự bất ngờ của giới bóng đá và truyền thông Nhật Bản. Tôi đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp không chỉ ở Nhật Bản mà còn phải ở châu Á nói chung.
tôi muốn cải thiện bản thân mình và tôi muốn tiếp tục suy nghĩ về công việc hiện tại. Tôi cảm thấy rằng mình có thể thử thách thêm lần nữa với bóng đá nước ngoài. Cách đây 2 ngày, ông Akira Nishino cho biết sẽ đàm phán lại hợp đồng với đội tuyển Thái Lan sau khi mà ông từ Nhật Bản trở lại đất Chùa Vàng vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Việc ông Akira Nishino có gia hạn hợp đồng với đội tuyển Thái Lan hay không sẽ được quyết định sau ngày nói trên. Tờ báo Thái Rat của Thái Lan trong một bài viết mới đây cũng cho rằng bóng đá Thái Lan hiện tại đang thiếu bản sắc, đánh mất phong cách cũng như là khá lộn xộn trong công tác định hướng. Hậu quả là đội tuyển quốc gia Thái Lan sa sút về mặt thành tích ở đấu trường quốc tế trong vài năm qua và cuộc khủng hoảng này kéo dài đến thời của ông Akira Nishino và hiện chưa nhìn thấy hồi kết. Tờ Nhật báo hàng đầu của Thái Lan cũng viết rằng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot Pumpamwang chưa sa thải ai cả. Từ huấn luyện viên Akira Nishino, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho đến huấn luyện viên đội trẻ, cho dù thành tích của đội tuyển quốc gia hiện nay là rất kém. Giai đoạn hiện tại là ngã rẽ quan trọng của bóng đá Thái Lan. Chủ đích của Liên đoàn bóng đá Thái Lan hiện nay là lắng nghe ý kiến của tất cả các bên. Mặc dù vậy đã xuất hiện thông tin không hay về tương lai của các huấn luyện viên đội trẻ. Cũng theo quan điểm của tờ báo này thì bóng đá Thái Lan đang đánh mất bản sắc, còn quy trình phát triển ở cấp độ các đội tuyển thì chẳng theo một phong cách nào cả. Tờ báo này viết thêm rằng, thật kỳ lạ là ở khâu nền móng, các đội trẻ được hướng theo một phong cách bóng đá Tây Ban Nha, nhưng đến cấp độ đội tuyển quốc gia thì bóng đá Thái Lan lại đang sử dụng một huấn luyện viên người Nhật Bản. Tất nhiên cả Tây Ban Nha và Nhật Bản đều là các nền bóng đá có đẳng cấp thế giới, nhưng sự kết hợp hai phong cách từ hai nền bóng đá này có thể là không phù hợp với bóng đá Thái Lan hoặc là khó hòa hợp với nhau. Không hiểu phần đào tạo và sử dụng ở đỉnh cao của đội tuyển Thái Lan có tương thích với nhau hay không, có kế thừa được với nhau hay không, hoặc là sự khác biệt về mặt phong cách sẽ đang dần dần xuất hiện ở trong thời gian qua. Tờ báo này đã liệt kê ra một loạt những câu hỏi khó đối với những người làm bóng đá Thái Lan như vậy. Đồng thời cũng theo tờ Nhật báo này thì giới bóng đá Thái Lan cần phải có định hướng xuyên suốt trong công tác phát triển các đội tuyển, thay vì cố gắng ráp nối mỗi thứ một chút, mỗi nơi một chút, thế nhưng đội bóng của đất Chùa Vàng lại càng lúc càng yếu và hiện đã bị đội tuyển Việt Nam vượt qua để giành lấy vị trí số 1 Đông Nam Á. Tờ này bình luận một cách ngao ngán rằng, hoặc là lựa chọn phong cách này, hoặc là lựa chọn phong cách kia, chỉ một trong hai, hay đơn giản là không học theo ai cả. Bóng đá Thái Lan nên có những giải pháp dứt khoát, chứ như vừa qua có thể thấy là những chú voi chiến chẳng mang phong cách gì cả, chẳng có bản sắc gì đặc trưng cả. Còn về phía bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia đang sắp sửa bước vào những trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là một chiến dịch mang dấu mốc lịch sử của bóng đá nước nhà, một nhiệm vụ lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Một điểm khác biệt hẳn so với các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đó là tất cả các trận đấu ở vòng loại thứ 3 sẽ được sử dụng VAR. Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ cử đối tác về VAR để thực hiện ở tại sân Mỹ Đình khi mà đội tuyển Việt Nam tiếp đón các đối thủ ở vòng loại thứ 3. Ngoài vấn đề về thời gian cách ly liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid, thì một yếu tố nữa liên quan đến công tác tổ chức xoay quanh việc Việt Nam có thể tổ chức các trận đấu ở trên sân Mỹ Đình ở tại vòng loại thứ 3 được hay không chính là nhờ VAR. Tại vòng loại thứ 3 này thì Liên đoàn bóng đá châu Á thông qua việc VAR sẽ được sử dụng ở tất cả các trận đấu ở vòng loại này. Hiện tại Việt Nam chưa từng sử dụng VAR ở một trận đấu nào cả. Điều này khiến cho giới mộ điệu lo lắng về việc khả năng tổ chức các trận đấu trên sân Mỹ Đình của Việt Nam. Rất may là giới truyền thông Việt Nam đã có thông tin rằng VAR sẽ được sử dụng ở sân Mỹ Đình. Cụ thể là Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ phối hợp với một đối tác chuyên về VAR để tham gia hỗ trợ 12 quốc gia có các đội tuyển tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá châu Á và đối tác cũng sẽ phụ trách về nhân sự, hậu cần, trang thiết bị, v.v. Còn về phía Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đóng vai trò hỗ trợ đối tác này cũng như là AFC trong việc thiết lập hệ thống đảm bảo công tác tổ chức trước trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ. Được biết là dự kiến mỗi trận đấu ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ có tổng cộng là 300 thành viên, bao gồm thành viên của hai đội tuyển, quan chức, các thành viên trong ban tổ chức trận đấu. Ban thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lập tức chỉ đạo bộ phận điều hành liên hệ với Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như các đối tác để khẩn trương có sự chuẩn bị thật tốt. Chúng ta cần đảm bảo công tác chuyên môn, tổ chức cũng như là thực hiện công tác phòng chống dịch theo mô hình bong bóng vốn đã áp dụng thành công ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cho những lượt đấu cuối cùng theo diện tập trung. Các thành viên tham dự mỗi trận đấu sẽ thực hiện quy tắc bong bóng ngay khi đến Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón các đối thủ ở trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lần lượt là Australia vào ngày 7 tháng 9, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11, Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11 và Trung Quốc là ngày 1 tháng 2 năm 2022, còn cuối cùng sẽ là Oman vào ngày 24 tháng 3 năm 2022.
Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.